Khánh nhà cô á, nó tâm sự với cô là nó thích bạn gái lớn tuổi hơn nó, tính chuyện chạc biết tự lập bằng cô á, thì sao cũng được, miễn mà con dâu của cô á là biết kính trên nhường dưới là ok. Cô rất là thương Khánh cho nên cô thương dâu, cô hy vọng rằng con trở về nhà với cô. Khánh không phải là ngôi sao lấp lánh nhưng không hề lãng tránh việc yêu con. Con nghĩ là nếu mà đã 20 tuổi rồi, mình có thể đi làm thêm để trải nghiệm cuộc sống bên ngoài, cũng như có thể giao tiếp với xã hội á. Có thể là nếu mà chỉ việc đi học và về nhà phụ bán vải không thì con nghĩ là không phù hợp với em con lắm. Thì con nghĩ thì sao mà nếu mà đi bán vải cũng là ta giao tiếp vậy? Cái đó mình việc buôn bán mà, mình giao tiếp mọi người mà. Mình ở nhà, mình buôn bán tại nhà mình nó sẽ khác với việc mình đi làm công ăn lương ở ngoài. Đi làm phụ, ví dụ như đi phụ quán cà phê chẳng hạn, hoặc là làm trong mấy cái siêu thị cũng chẳng hạn. Thì nó sẽ có nghĩa là mình làm công ăn lương thì nó khác, còn làm việc cho cha mẹ thì nó sẽ khác. Con biết sao không? Đâu phải là việc làm việc không, tức là phải là như là phụ việc đâu. Con trai của mẹ là phụ buôn bán để nó quản lý. Bài buôn bán vải nó còn có nhiều cái để mình quản lý, mình lo cái này lo nọ. Thì đó, cho nên là giao tiếp cũng rất là nhiều người. Chứ con nghĩ thì sao mà ở ngoài chợ buôn bán mà giao tiếp có một người, đó phải ở trong nhà, như ở trong nhà đâu con. Có lẽ cái cửa hàng ở ngoài mà. Cho nên là, ví dụ như sau này á, em nó đang học ngành đó, nó mê, bây giờ hiện tại thì nó đang mê ngành du lịch. Nhưng mà biết đâu sau này khi mà nó gặp con về thì có cái hướng khác, hai đứa con nó có hướng khác. Thì nó, mẹ có cửa hàng sẵn rồi. Đó, nó quản lý quen rồi thì lúc đó tụi con có cái cơ ngơi sẵn sàng, nó dễ cũng đâu có cái gì mà phải cần thiết là visa phụ bán cà phê đâu con. Dạ con đồng ý với cô nha. Đúng rồi, anh đúng Hiếu rồi. Anh Hiếu không đồng ý quan điểm với em như vậy nè. Tự nhiên nhà mình có công việc sao không ở nhà làm, đi ra ngoài làm. Cái công việc nào cũng là công việc, trừ khi nào á, nếu mà em thắc mắc là em ở nhà đó mà đi học rồi về ở không mà cô nuôi á thì mới có vấn đề. Còn này em vẫn ra chợ phụ giúp công việc buôn bán, cũng là giao tiếp, cũng là buôn bán, nó cũng có kinh nghiệm như nhau à. Nhưng mà cái vấn đề em nói là sợ ví dụ như là bạn nó nghĩ là nhà mình đã có sẵn cái cơ ngơi như vậy rồi, thì nhiều lúc sau này lỡ bạn đi làm thuê làm mướn ở ngoài, bạn đi làm du lịch chẳng hạn, thì cũng có những người ở cấp trên riêng, không phải là công ty của mình, không phải là của nhà mình nữa, thì cái lúc đó thì em sợ là cái kinh nghiệm của bạn không đủ. Với lại em thèm thấy là thanh niên thì có nên ra ngoài bươn chải thì sẽ tốt hơn là ở nhà. Thanh niên là cứ nên ra ngoài bươn chải thì mới là tốt. Với lại cảm thấy con người mình cứng rắn hơn nữa. Chị cho em hỏi thăm cháu là con thứ mấy trong gia đình? Con út với chị. Vậy là có anh hay có chị? Có chị, chị có gia đình rồi. Chị có quan trọng chuyện là nàng dâu phải biết bếp núc này kia không chị? Không, với tôi thì mình cũng là phụ nữ mà, cho nên mình rất là thương, nếu mà có dâu thì mình thương dâu lắm. Tại vì mình đã từng làm dâu rồi, cho nên mình cũng phải hiểu, phải biết. Cho nên chỉ cần con, dâu mình về biết thương yêu cha mẹ và vợ chồng thương yêu nhau là đủ. Còn nếu sau này con cái mà nó muốn, hiện tại thì còn trẻ thì các con cứ cho muốn làm tự do gì và làm. Nhưng mà khi có con hai đứa hợp lại mà muốn có một kinh doanh hay làm gì thì mẹ cũng đủ sẵn sàng để giúp đỡ cho các con. Em muốn hỏi thêm một câu là con trai chị năm nay 20, con gái em thì 22, chị có cảm thấy ngại không khi mà con gái em lớn hơn con trai chị 2 tuổi không? Không, với tôi thì không thành vấn đề đâu, miễn mà hai đứa nó yêu nhau thôi, còn tuổi tác thì đâu quan trọng gì. Với hơn nữa là con trai của tôi á, nó cũng nó tâm sự với tôi, nó thích là bạn gái của nó là hơn tuổi nó, cho nên nó mới xin vô với chương trình này để nó. Dạ. Bao cao su tham thớt mỏng hơn để gần nhau hơn. Bao cao su tham thớp mỏng hơn để gần nhau hơn. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.